Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video hướng dẫn chia sẻ cũng như là một số mẹo thủ thuật để giúp cho chúng ta có thể ẩn được cái phân vùng của một cái ổ đĩa nào đó hoặc là một cái phân vùng của USB bằng sử dụng cái công cụ đó chính là công cụ Boot IDE các bạn ạ. Cái công cụ này ở trong đĩa hai lần boot nó cũng có sẵn hoặc là các bạn có thể download ở trên cái Google ấy thì các bạn tải là Boot IDE được chưa? Đấy, đây có cái công cụ cũng khá là hay. Thì cái công cụ này thứ nhất là các bạn có hai lần boot, các bạn mở vào trong phần mini boot đấy, được chưa? Để các bạn sử dụng hoặc là các bạn có thể sử dụng trực tiếp ở trên Windows hoặc là các bạn tải trên mạng về cho các bạn tiến hành chạy. Hoặc là các bạn ở trong USB boot đấy thì nó cũng sẽ có cái boot IDE này. Các bạn có thể vào trong phần mini boot để các bạn chạy. Sau khi vào trong cái phần mini boot ấy thì các bạn sẽ mở nó lên này, ví dụ như ở đây chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy là nếu mà ở trong USB boot ấy, các bạn vào trong phần mini boot ấy, mini Windows thì các bạn mở lên ấy, mini Windows 10 hay là Windows XP hay là gì đấy. Mở lên thì nó sẽ có ở màn hình luôn, đó chính là mini boot, boot ICE boot IDE được gọi ICE. Thì thường ví dụ như ở đây là hai lần boot 15.2 chẳng hạn thì các bạn vào trong phần chủ yếu là ở phần partition boot MBA này đấy, thì các bạn vào trong phần boot IDE boot sector intone chain này đấy, thì các bạn mở lên thì nó sẽ có công cụ boot IDE này. Cái boot IDE này nó có chức năng khá là hay, nó cũng có giúp cho chúng ta boot sửa boot phân vùng MBR hoặc là phân vùng những cái phân vùng mà các bạn là lỗi boot ấy hoặc là boot của GPT ấy, được chưa? Đấy, ví dụ như ở đây chẳng hạn thì các bạn muốn cái phân vùng nào nó bị ẩn đi. Ví dụ như tôi muốn ẩn cái phân vùng ổ cứng này chẳng hạn. Đấy, ví dụ như ổ cứng này thì nó chỉ có một phân vùng phải không? Ví dụ như đây là ổ cứng. Đấy, ổ cứng này. Ổ cứng F này thì nó chỉ là có một phân vùng thôi, nó là phân vùng ổ F. Ví dụ như USB này thì nó sẽ có một phân vùng ổ E thôi, được chưa? Đó. Ổ C này thì có hai phân vùng. Đó, ví dụ như phân vùng ổ CD thì có một ổ cứng này thì nó có hai phân vùng, ổ cứng này có một phân vùng, ổ cứng này nó có một phân vùng. Đấy, ví dụ như ổ thứ hai này chẳng hạn, mình muốn ẩn đi, không muốn nó hiện lên Windows nữa thì mình nhấn vào cái ổ đấy, sau đó mình chọn path. Sau đó ổ cứng này thì không đấy các bạn ạ. Ổ cứng này do cái size của nó. Mình làm về USB đi, ví dụ như USB chẳng hạn. Mình làm về USB đi. Đấy, USB, ví dụ như các bạn USB các bạn muốn ẩn đi chẳng hạn. Đấy, thì các bạn vào trong phần path. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây ấy thì nó thực ra ở đây có hai phân vùng, được chưa? Nhưng mà bị ẩn đi rồi. Phân vùng nó bị ẩn đi rồi. Có nghĩa là chiếc USB này có hai phân vùng. Đấy. Phân vùng có hai phân vùng các bạn nhé. Đấy. Đấy, có hai phân vùng 0 và phân vùng 1. Đây, các bạn xem này. Đấy. Đấy, phân vùng ổ E cũng là ổ của USB. Phân vùng của USB nó có hiện ở đây ổ E. Và đây là nó không hiện gì. Có nghĩa là nó đang bị ẩn đi. Được chưa? Đấy. Đó. Thì khi mà ẩn đi nó chỉ hiện một phân vùng thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ mở nó lên này. Ví dụ như đối với trường hợp mở nó lên ấy thì các bạn chỉ cần, đó chính là chúng ta sẽ không để cho nó ẩn đi nữa, chúng ta để cho nó hiện lên này. Đấy, thấy chưa, nó đã hiện lên. Vậy ở đây nó đã hiện lên. Đấy, ở đây thì chúng ta có thể thay đổi được cái phân vùng cũng như là các thứ. Đấy, ví dụ như các bạn muốn nó ẩn đi thì vẫn bỗng ẩn. Đấy, các bạn thấy nó ẩn chưa? Đấy, nó đã ẩn. Phân vùng này nó đã bị ẩn đi. Ví dụ tiếp theo là mình muốn ẩn cái phân vùng E này đi chẳng hạn. Ổ E đây, thấy chưa? Thì mình nhấn ẩn. Đấy. Đó, nó cũng ẩn đi luôn. Được chưa? Đó. Nó khá là hay. Các bạn không muốn nó ẩn. Đấy. Ví dụ như đôi lúc nhiều trường hợp ấy. Ví dụ như ở đây là mình sẽ xóa nó đi. Hoặc là mình làm kiểu gì đấy. Đấy. Ví dụ như ở đây nó đang bị ẩn mà ạ. Mình sẽ format cái ổ số 1 này đi.
mình bấm không ẩn đấy thì nó sẽ hiện lên hàng ạ. Đó, nó chức năng nó rất là hay. Đấy, remove. Đây cũng có cái chức năng đó chính là chúng ta xóa đi này, xóa cái phân vùng này đi, xóa cái tên ổ đi ấy. Đấy, xóa nó đi. Nhưng mà nó chưa 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 ẩn các bạn nhé. Đấy. Đó, thấy chưa? Bây giờ các bạn sẽ ẩn đi. Đấy. Đó, mà ẩn đi thì bây giờ các bạn muốn hiện không 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 muốn ẩn nữa thì nó vẫn sẽ ẩn lại. Thì chưa? Nó sẽ hiện lại. Đấy, cái chức năng này nó sẽ là xóa, được chưa? Remove, còn đây là chức năng ẩn các bạn nhá. Đấy, thường nếu mà các bạn ẩn ấy thì các bạn sẽ bấm vào chức năng này, được chưa? Đấy, ví dụ ổ e mình muốn ẩn đi chẳng hạn. Trong USB của mình ví dụ như mình phân ra nhiều nhiều phân vùng chẳng hạn. Đấy, mình muốn ẩn đi, ổ e sẽ biến mất. Được chưa? Chỉ cho hiện ổ này thôi. Khi cắm vào máy tính nó chỉ hiện cái ổ này thôi. Đấy, chức năng này nó khá là hay. Ví dụ như là trong trong đây chẳng hạn. Mình sẽ xóa. Xóa. Được chưa? Ví dụ như trong USB của mình chẳng hạn. Đấy, trong USB chẳng hạn. Trong USB thì mua mới về ấy, thì các bạn sẽ chỉ việc là ví dụ như các bạn sẽ tạo ra một cái phân vùng khoảng 5 5 GB, được chưa? 5 GB. Đấy, một phân vùng khoảng 5 GB để các bạn đựng cái file gì đấy. Còn phân vùng này để đựng cái dữ liệu gì đấy chẳng hạn. Đấy, mình muốn ẩn cái phân vùng ít này đi chẳng hạn, không muốn nó hiện lên Windows. Đấy, đây là phân vùng ổ e nó đã hiện rồi này. Bây giờ phân vùng này mình sẽ format cho nó. Đấy. Đây, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ thêm cho nó một cái tên ổ là ổ H đi. Đấy, phải không ạ? Đấy, ổ H và ổ E. Vậy ở đây nó có ổ H và ổ E. Ổ H này thì mình sẽ ẩn đi, mình chỉ dùng phân vùng này thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong phần boot. Các bạn nhớ phải chọn đúng cái USB nhé. Đây, nó có ổ E và ổ H, phải không ạ? Đấy. Mở lên và chọn path này. Ở đây ấy thì các bạn muốn ẩn cái ổ trên này đi. Đấy, ổ H đi. Thì các bạn nhấn ẩn. Đấy, thì nó sẽ ẩn cái ổ ổ H đi. Phải không ạ? Nó sẽ ẩn cái ổ H đi và ổ H nó sẽ không hiện nữa. Các bạn chỉ có được sử dụng cái ổ này thôi. Ví dụ như các bạn muốn ẩn những cái file quan trọng đi ấy. Đấy. Đó là các bạn sử dụng USB hoặc là các bạn có muốn cái phân vùng này nó khi mà cắm vào Windows các bạn không hay sử dụng đến tài liệu của cái phân vùng đấy thì các bạn có thể ẩn nó đi như thế này. Được chưa? Đấy, khi mà cần thiết ấy, thì chúng ta mới hiện lên chẳng hạn. Đó. Cái công cụ này các bạn có thể tải trên mạng về, được chưa? Tải trên mạng về sử dụng cũng được. Đó. Nhưng mà thường hai lần boot thì nó sẽ có mọi thứ, được chưa? Đấy. Tải về thì nó cũng sẽ có các bạn nhá. Đấy. Và các bạn cũng có chỉ việc bấm vào và chạy như này thôi. Đấy, đó là cái chức năng ẩn. Đấy, còn tôi không muốn ẩn nữa thì tôi xóa nó đi. Đây, tôi không muốn ẩn nữa, tôi. Đây. Đó. Tôi muốn hiện nó lên. Đấy, cơ bản nó là như vậy các bạn. Khá là đơn giản. Phân vùng này nó bị lỗi lỗi kiểu gì ấy. Phân vùng này là phân vùng E. Đây, thấy chưa? Phân vùng E. Phân vùng này là phân vùng ở đây là phân vùng lý to. Format. Mình sẽ format cái định dạng của cái phân vùng này. Rồi.
Đấy. Đấy, còn cái chức năng này nó tạo ra nhiều phân vùng các bạn nhé, tạo ra nhiều phân vùng. Đấy, các bạn không thích thì các bạn có thể xóa nó đi. Đó. Trong quá trình xóa này các bạn có thể xóa trên hệ hành Windows được chưa? Nhưng mà ẩn đi thì chúng ta chỉ sử dụng cái chức năng đấy thôi. Đấy, mình sẽ xóa đi. Đó, bây giờ có một cái USB trắng tinh. Bây giờ mình sẽ thử tạo lại. Đấy, tạo lại. Đấy, như như ổ E này chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ ẩn toàn bộ cái dữ liệu của ổ E này đi. Được chưa? Không cho nó hiện lên nữa. Mình cũng sẽ vào phần bot này. Bot. Đấy. Sau đó các bạn thể thấy là ổ USB này của mình sao thế nhỉ? Đây nó bị lỗi gì? Ổ USB này của mình chẳng hạn nó đang bị bỏ đi, bỏ đi. Rồi. Ổ USB này của mình hiện tại nó có dữ liệu này. Bây giờ mình sẽ vào. Đấy. Thì bạn sẽ thấy là ổ đây là ổ USB của mình. Mình sẽ cũng vào phần path này. Thì bạn sẽ thấy là ở trong này mình muốn ẩn luôn cái ổ E này luôn đi. Đây là ổ L các bạn nhé. Ổ L. Ổ em muốn ẩn đi chẳng hạn. Mình chỉ nhấn ẩn thì nó sẽ biến mất luôn, và chiếc USB của chúng ta nó sẽ là một cái USB cắm vào không nhận gì cả. Nhiều bạn bảo là lỗi rồi nhưng mà thực ra nó chưa lỗi bạn nhé. Đấy, nó chưa lỗi. Đó là cái chức năng ẩn các bạn nhé, ẩn cái USB của chúng ta. Đấy. Và các bạn muốn hiện lại thì các bạn chỉ cần nhấn hiện. Được ạ? Đấy. Như vậy rồi chúng ta sẽ có được một cái USB đây này, hiện này, không không cho nó ẩn nữa này. Đấy. Đó là cái video chia sẻ với các bạn là giúp cho nó ẩn hiện cái chức năng này. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn lại các bạn ở những cái video lần sau các bạn nhé. Goodbye.